con mèo nó giữ con nó đấy. Đây này, nó giữ con nó đấy, nó không có vào đâu. Trời, yêu nhỉ, yêu nhỉ. Ôi, yêu chưa, thấy chưa, nó giữ con nó đấy. Mày biết chăm con chưa, mày biết chăm con chưa mèo? Biết mà. Con nhìn này, yêu chưa. Ôi đàn này, đàn này. Ôi thấy chưa, nó đuổi con này vào. Làm trước. Ờ, con này đẹp mà. Con mới con dưới kia kìa. Kinh không? Giữ con mà kinh không? Bắt đây. Kiểu bọn này không có chân. À không, không. Không có chân. Không có chân luôn, chị nhìn này. Không có chân luôn. Yêu gì? Đây con kia kìa. Con trong bắp kìa. Đây. Không, trong bắp kìa. Đây ạ. Đấy. Yêu không? Ui. Yêu không? Đói. Đây anh nhìn này. Đẹp nhỉ? Yêu quá, đẹp nhỉ? Kiểu đừng xuống này đi. Yêu. Hello mèo. Hello mèo. Để được một đứa con xinh nhỉ. Ai ôi. Ai ôi. Con đây. Ôi ôi con đây. Ôi ôi mèo ơi. Mèo con mặt này. Kinh không, nó giữ con nó kinh không. Ai ôi, nó giữ con nó đây. Nó cắn. Bế ra đây thế nào? Bế ra đây. Bế ra ngoài kia kìa. Bế ra đây. Yêu con sao? Bế ra đây nhé. Hoàng chưa gặp mèo bao giờ nhỉ? Xuống rồi. Thế à? Cái hôm đi phố rồi. Ơi. Ôi mặt. Ôi trời ơi, chết mẹ rồi. Ôi em hai con. Nó còn mặt đâu nhỉ? Đây. Mặt đây. Đấy nó lại đánh cho. Ôi. Đi ra ngoài em ơi. Thêm cân được mấy cân. Ra ngoài. Kinh nhỉ, con này dạo này biết giữ con ghê ha. Con này chăm con kinh lắm. Đi ra ngoài không? Ôi. Xinh không? Trời ơi. Yêu quá. Muốn con cho con sợ. Mặt cắt không còn một máu. Lần này đẹp hơn lần trước. To bọn này bao nhiêu ngày vậy? Chắc được đổi tháng quá. Yêu. Chứ. Xinh vãi coi. Tháng gì? Nhìn đây một cái. Dạ. Đi nhìn con này đi này. Đi nhìn con điện này đi này. Đi đi. Vãi. Có bây giờ nhà chăm chó à. Bọn này mà xinh này em ở nhà em chăm. Đẹp nhỉ. Người ta bảo là về quê chăn bò nuôi rau, em về quê chăm chó. Về quê chăn chó trồng rau. Về quê chăn chó trồng rau. Trời ơi. Em bụng to vậy. Yêu quá. Ôi dồi ôi, cái con này bao nhiêu năm rồi mày lớn rồi mà mày vẫn giữ cái thói quen này à, cái con này. Hả? Ôi dồi ôi, đi ra đây đi. Mặt đi ra đây nào. Ôi dồi ôi, thằng em thì thế thích thế này, thế thằng anh thì thích chui gầm giường. Ôi dồi, đây là cái chỗ yêu thích của nó từ ngày bé thế này. Con mặt anh nó trong này, tao biết ngay mà tìm không thấy nó đâu là y như rằng nó trong này. Nó chưa đến gì. Nó thích, từ ngày bé nó đã chui trong này rồi. Đam mê. Mặt đam anh, mê. Đi ra ngoài này con, đi nhanh. Ra mày thăm cái nào. Mặt. Cái này của Đam đấy. Mặt, đi. Kéo nó ra hộ chị ạ. Lôi ra, nó thích nằm trong này. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn giữ cái thói quen này. Tao biết ngay là nó ở đây. Mặt ơi, chị gái không? Đi. Ra đây, ngoài này thế giới bao la rộng lớn lắm con. Nhiều đời phong phú dợi mình. Tại sao đường đường làm em đàn ông con trai về trai trưởng trong nhà phải trốn mà
Ngoài kia mười mấy con vợ tại sao không ra kia chơi mà phải trốn ở trong giường? Nó chui vào đây từ ngày bé nên đâm ra nó rất thích cái chỗ này hả? Hay là bị vợ đánh nhiều quá ám ảnh rồi? Hả? Đi ra đây con. Đi. Dù gì mình cũng là đàn ông mà con. Ra đây chơi đi. Còn mười mấy con nó đang đợi mình. Đi ra đây. Đi ra đây nào. Đi ra đây. Em thò. Ra rồi. Em thò vào nó có yêu không? Không, con này nó hiền mà. Đi mà. Mà đi ra đây con. Thôi. Thế bây giờ tao ngồi đây tao tâm sự với mày nhá. Thế làm sao? Hả? Con bật em về, con bật anh rồi, trốn trong giường. Làm sao? Mày thấy thằng mày thấy thằng bật em nó ra nó cướp mười mấy con vợ của mày, mày đôi đúng không? Thôi ra đây con. Tao bảo với mày rồi. Ở dạ. Cái thế giới này gái nó nhiều lắm. Cô ơi, làm nào cho nó ra ngoài cô? Cô ơi cô. À, tao vào đây tao nằm cho mát. Trời nóng tao vào đây tao nằm cho mát vậy. Tao này chính tỏ khôn đấy. Khôn. Tao nằm với. Khôn nó đi ra ngoài. Tao nằm đây. Khôn đi ra ngoài. Em buồn nằm cho mát. Đó. Chị cứ ra ngoài chơi đi. Vậy luôn. Sao giờ tao không nhớ nổi mày là con nào nữa cơ. Tao chỉ biết mỗi con mật thôi. Mật đây, lại đây con. Không, tao gọi con mật này. Chứ tao không gọi. Trời ơi, kiếp thằng này giờ đấy kiếp ảnh hanh dã man luôn đấy. Thấy không, con mật anh màu cam. Mật anh màu đỏ cam. Mật em màu nâu đỏ. Mật ở nhà ấy, nhìn nó cứ đần đần ngu ngố.
Ta về quê nhìn cũng phong độ ra gì. Phong độ. Con con kia nó giống con bò thật thể. Ra phá tao. Đánh nhau tao xem nào. Ô hay. Đấy, yên rồi, yên bình rồi. Yên bình. Mày không nhận là thả ra cái yên bình ngay, được cái to mồm thôi. Đấy, cầm đi. Này cầm đi. Bà đây. Đây bảo cái. Vừa lập chiến tích đấy, vừa lập quả hat trick 27 con gà đấy. Cái này phải bao nhiêu quả hat trick? Hình như là 27 9 lần hat trick. Đừng hỏi tại sao tối nay lại không có tao bí để ăn. À có tao bí để ăn. Chỗ này cũng đủ bữa nhỉ. Ừ, lại đái hai con thương đâu đái. Nhìn này, đái. Chịu. Hai con này đấy. Đây bọn bọn meo meo gì? Ấy à, kinh con này mất máu đấy. Nhân nhân từ từ lát mang cả con này mày. Đây đây đây. Khổ khổ. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Mẹ chúng mày đã đánh nhau rồi, chúng ta tôi khác đánh nhau. Khổ khổ em rồi. Này, hai đứa chúng mày đã phá bên đấy. Khổ em không? Tự dưng không à, đang yên đang lành tự dưng bị đánh không? Hú nữa cơ. Ở đây cây bơ hả chị? Cây bơ đấy. Ôi nhiều quá.